Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Hôm nay em về đây thuộc ấp Bắc A, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất nằm cặp view sông, có tổng diện tích là 570 m². Trên thửa đất thuộc đất cây lâu năm chưa có thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ra đường tỉnh lộ 874 khoảng là 600 m. Con đường này rộng khoảng 3 m. Mình di chuyển là đường xe ô tô 7 chỗ, rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để cất nhà và lập vườn trồng cây ăn trái là tuyệt vời luôn nha. Còn hướng bên đây thì anh chị cũng liên thông ra đường tỉnh lộ 874 khoảng 1,5 km. Và khu vực này thì có đầy đủ tiện ích như là chợ Tân Phú nè, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, ủy ban xã Tân Phú, mình cách khoảng 1,5 km. Trước phần đất mình có một cái view sông rất là đẹp luôn anh chị. Ở sông này thì rộng khoảng 20 m. Ở về thì anh chị, cô chú mình có thể làm một cái nhà mát ở cặp view sông. Ở chiều chiều thì anh chị ra đây mình câu cá để giải trí. Hoặc anh chị mình có bạn bè mình sương sương vài lon là tuyệt vời luôn nha. Xung quanh đất thì gia chủ đều cắm trụ bê tông hết luôn anh chị. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cô chú mình mua rất là yên tâm nha. Ở đây thửa đất đang quay về hướng tây nam nha anh chị. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy mốc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 69 km là anh chị tới nha. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho anh chị di chuyển về khoảng 24 km là anh chị tới. Để em di chuyển qua bên đây, em chỉ ganh cho anh chị nắm nha. Diện tích mình tính từ ngay chỗ cột bê tông này nha anh chị. Đó, mình đo thẳng qua bên đây là 11 m, chiều sâu là 54. Đất thì thấp hơn mặt đường khoảng 1 m nha anh chị. Đó, đất là đất cây lâu năm, chưa có thổ cư. Nếu anh chị cô chú mình có nhu cầu để lên thổ cư, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú lên thổ cư nha. Đất thì không màu mỡ nha anh chị, xung quanh thì cũng không có. Ở đây thì đất gia chủ để đất trống anh chị. Nói về thì anh chị có thể mình cất nhà và lên vườn trồng cây ăn trái là thích hợp luôn nha. Ở đất thì tới đây nha anh chị là 11 m. Ở đây thì nước ngọt quanh năm, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Ở vùng đất này thì anh chị có thể mình trồng dừa nè, mít, bưởi, nhiều loại cây ăn trái thì anh chị đều trồng được hết luôn nha. Con đường này thì rất là rộng nha anh chị. Mình di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, rất là thoải mái luôn. Ở phía trước thì mình có một cái view sông rất là đẹp luôn anh chị. Con đường này thì gọi là đường Kinh Kho nha anh chị.
thông rất là nhiều hướng. Ở sông này thì rất là rộng, tới 20 mét là anh chị. Về đây thì anh chị mình làm một cái nhà mát ở view sông là tuyệt vời luôn nha. Hiện gia chủ đang rất là kẹt tiền nên giảm gấp, chỉ còn giá là 400 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình, hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà phường lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất trên Google Maps để anh chị cô chú mình ở xa về đây thì cũng không mất thời gian nha. Vị trí này thì rất là đẹp để anh chị cô chú mình mua về để các nhà vườn nghỉ dưỡng là thích hợp luôn nha. Ở đây thì anh chị mình rất là thuận tiện để cho anh chị mình bơm cát. Ở đất mình thì ở phía sau hơi tấp hậu lại nha anh chị, còn khoảng 10 mét đó anh chị. Tổng diện tích là 570 mét vuông. Hiện gia chủ đang rất là kẹt tiền nên giảm gấp, chỉ còn giá là 400 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ để anh chị trao đổi giá tốt nhất để anh chị cô chú mình mua về nha. Ở đất mình thì sạch sẽ nha, không có màu mã nha anh chị. Ở đây thì tiếng dân cư, nhà cửa em thấy ở rất là đông luôn. Anh chị có thể mình mua về để cất nhà vườn nè, để anh chị nghỉ dưỡng là thích hợp nha anh chị. Anh chị thấy video này hữu ích, cho em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị nha. Ở đất mình thì dài ra tới phía sau luôn nha anh chị. Nó do thì sậy quá nhiều nên em không có di chuyển ra phía sau được. Ở chính giữa nè, gia chủ thì cũng cắm trụ hết luôn nha anh chị. Ở ranh giới thì rất là rõ ràng, anh chị yên tâm nha. Ở ngang của mình là 11 mét, dài là 54 nha anh chị. Ở đây thì gia chủ có cắt ra là 2 lô. Ở lô bên đây thì cũng ngang là 11 mét, dài là 54. Nếu anh chị mình mua hết 2 lô thì gia chủ sẽ bán hết. Hiện gia chủ thì đang rất là kẹt tiền nên giảm gấp, chỉ còn giá là 400 triệu nha anh chị. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang, bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ để anh chị trao đổi giá tốt nhất nha. Đây là tổng quan thửa đất của mình nha anh chị. Đất mình thì rất là đẹp và nằm cặp view sông, thích hợp để anh chị cô chú mình mua về để anh chị cất nhà vườn nghỉ dưỡng là thích hợp luôn nha. Đường xá thì anh chị di chuyển là đường ô tô nha anh chị. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú mình nắm lại một lần nữa nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Bắc A, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất nằm cặp phiêu sông có tổng diện tích là 570 m2.
Trên thửa đất thuộc đất cây lâu năm chưa có thổ cư. Diện tích ngang là 11m, chiều dài là 54. Hiện gia chủ đang rất là kẹt tiền nên giảm gấp, chỉ còn giá là 400 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Con đường ở phía trước thì rộng là 3m nha anh chị. Mình di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, rất là thoải mái luôn anh chị. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này em thấy ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị, cô chú mình về xây nhà vườn, nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Và ở đây thì anh chị rất là thuận tiện để mình san lấp mặt bằng nè. Vì phía trước mình có một cái view sông cũng rất là rộng nha anh chị. Mình di chuyển xà lan từ 1.000 khối trở lên rất là thoải mái luôn. Nói gia chủ thì đang rất là kẹt tiền luôn anh chị, nên cần bán gấp nha. Nên gia chủ có gọi cho em và giảm gấp, chỉ còn giá là 400 triệu nha anh chị. Nó cho tổng diện tích là 570 m². Phía trước thì anh chị có thể mình làm một cái nhà mát ở cặp view sông. Ở chiều chiều thì anh chị mình câu cá để giải trí nè. Hoặc anh chị có bạn bè mình sương sương vài lon là tuyệt vời luôn nha. Con đường ở phía trước là đường thông, đường công cộng nha anh chị. Hướng bên đây thì anh chị liên thông ra ngay chỗ chợ Tân Phú, đường tỉnh lộ 874, khoảng 3 km đổ lại. Còn hướng ngược lại thì anh chị liên thông ra đường tỉnh lộ 874, khoảng 400m đổ lại thôi. Đây là tổng quan thửa đất. Anh chị ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang nha. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.